Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công dân thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch rửa tay kháng khuẩn Happy Care Plus do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Theo đó, mẫu thử của sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN và thông tư 06 Cục quản lý dược yêu cầu ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng mỹ phẩm, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Cùng với đó, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Lanca, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Qua Mây Giàng và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiết bị y tế Happy Care phải gửi thông báo thu hồi toàn bộ tới những nơi phân phối sử dụng lô sản phẩm nêu trên trước ngày 30 tháng 6.